Elephant racing is beloved in Vietnam, but not by all. The Buon Don Elephant Festival celebrates the much-revered beasts. It features soccer, swimming, a race, and a parade. Đầu tiên là voi phải trẻ, thứ hai là phải có sức mạnh, thứ ba là nải voi với người ở đằng sau đều có sức khỏe thì mới nải được nó được, mới lái nó được, mới vững được. Không mà mình mà yếu thì nó lại lái mình đi. Một là ví dụ khách đông như này nó sợ, một là nó bỏ chạy, hai là nó không chịu đua. The event, held every 2 years, is a major tourist attraction. I can't think of any argument that makes it right hitting your elephant to make it run for entertainment. For me, that is just the highest level, one of the highest levels of animal cruelty, especially because it's entertainment. Animal Asia has helped bring down the number of elephants participating in the event from dozens to just 14.